Vâng, chào mừng các bạn trở lại với kênh Quy Nhơn City. Vâng, bạn đi vài ngày thì hôm nay Quy Nhơn City sẽ cập nhật lại tình hình cuộc sống cũng như là du lịch đường phố của thành phố Quy Nhơn cho mọi người xem kênh. Vâng các bạn, hôm nay là 6 giờ 15 chiều ngày 5 tháng 7 các bạn. Tôi đang xuất phát ở đường Tây Sơn, đoạn bến xe. Bây giờ sẽ chạy xuống đường biển An Dương Vương, Xuân Diệu và một vài tuyến đường khác để cập nhật tình hình hiện nay, thành phố hiện nay cho mọi người xem. Số giờ 15, số giờ 20 rồi nhưng mà đường phố vẫn còn sáng các bạn, vẫn còn hơi sáng. Bây giờ gần như toàn bộ thành phố đã lên đèn rồi, đèn chiếu sáng cũng như là đèn quảng cáo đều lên toàn bộ rồi các bạn. Vâng, mình mới đi Hạ Long về. Hạ Long là một thành phố phải nói là rất tuyệt vời các bạn. Hiện nay Hạ Long phát triển rất là nhanh, rất là kinh khủng luôn. Nhiều tòa nhà cao mọc lên khắp thành phố, khu đô thị của Win Group, của Sun Group, các khu du lịch, khách sạn, nhà hàng rất là hoành tráng các bạn. Sau cái video này mình sẽ edit cái video về Hạ Long để cho mọi người thấy được cái thực tế của thành phố Hạ Long ban ngày cũng như ban đêm, để mà biết thêm, hiểu thêm và so sánh thành phố Quy Nhơn của chúng ta đang đứng ở đâu so với những thành phố du lịch như là thành phố Hạ Long đó các bạn. Đường biển An Dương Vương, cái đoạn có thể nói là rất là bình yên luôn các bạn, nếu mà không muốn nói là rất là buồn đấy. Đoạn này là vắng các bạn, vắng nhà người dân, vắng khách sạn, nhà hàng, cho nên nó rất là buồn. Có thể so sánh rằng là trong các thành phố ven biển vài năm trở lại đây phát triển thì Quy Nhơn chúng ta vẫn là ở một cái vị trí nào đó thấp các bạn, vẫn là chậm phát triển hơn rất nhiều thành phố khác như là Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng hay là Nha Trang, Phan Thiết các bạn. Thậm chí là so với Phú Yên trong vài năm, trong 3-4 năm trở lại đây thì Quy Nhơn vẫn chậm phát triển. Đây là các xe tour các bạn. Có thể là mọi người chưa biết ở Hạ Long, chứ còn hiện tại thì khách du lịch ở Hạ Long rất là đông các bạn, phải nói là cực kỳ đông luôn, đông lắm các bạn ơi. Vâng, bãi biển còn rất là nhiều người tắm biển cũng như là chơi thể thao. 6 giờ mấy rồi, vẫn còn rất là nhiều. Ở Hạ Long bạn đông lắm, đi các con vườn mà lắng biển của họ, nhà hàng, khách sạn, phải nói là nối liền với nhau vài cây số các bạn, 5-7 cây số, rất là đông luôn. Tuy là đầu tuần nhưng mà đông lắm. Mình Quy Nhơn là không thể so với họ được. Trong khi đó các bãi đất vàng như thế này các bạn, chục năm rồi vẫn chưa có ai đến để mà thuê mà xây dựng lại các bạn. Còn các tòa nhà như của Hưng Thịnh kia thì tới hiện nay vẫn còn đang phủ xanh lưới. Đường Nguyễn Trung Tín, đấy, xe tour khá là nhiều. Tầm chỉ còn một tháng 7 nữa thôi các bạn, tháng 7 nữa thôi là sẽ là gần như là bớt khách du lịch.
qua tháng 8 thì bắt đầu là vắng lại, thưa lại các bạn. Tháng 6, tháng 7 là hai tháng đông nhất du lịch của cả nước. Vâng, cứ khoảng một tuần hay là 10 ngày thì họ sẽ đi quay như thế này này cho mọi người xem thực tế thành phố Quy Nhơn của chúng ta như thế nào. Vâng, mình cũng có đi Cát Bà các bạn. Ở bên Cát Bà thì họ sử dụng xe điện du lịch như thế này nhiều lắm, rất là nhiều luôn, hàng ngàn chiếc các bạn. Như đơn cử là cái số có một ngô mai các bạn, bao nhiêu năm rồi tới giờ này vẫn rơi vào những chủ đầu tư có cái vốn tương đối yếu, cho nên cứ khởi công xong rồi lại dừng, khởi công xong rồi lại dừng, dừng xong rồi lại bán lại cho người khác hoặc là đơn vị khác tới tiếp nhận. Còn phía trước là ngã sáu Ngô Mây và quảng trường Nguyễn Tất Thành. Thời tiết ở mình thì rất tuyệt vời các bạn. Trong giai đoạn này ở Quy Nhơn thời tiết tương đối mát, chứ không như các vùng như là Hà Nội rất là khó chịu các bạn, 39-40 độ C và thời tiết của họ rất khó chịu. Được cái là Quy Nhơn là thành phố biển, cho nên là tầm 3 giờ chiều là bắt đầu đã mát rồi. Vâng, đây là đường Xuân Diệu, khu vực khá là đông đúc người dân du lịch tắm biển như là vui chơi chụp hình check in. Các bạn, Quy Nhơn cũng rất là đẹp các bạn, thì với nhiều thành phố khác tuy phát triển chậm hơn nhưng mà nhìn chung Quy Nhơn cũng rất là đẹp. Có thể nói thẳng ra là trong vài năm trở lại đây Quy Nhơn bắt đầu chậm phát triển lại các bạn. Nếu mà ai là người tinh tế mà hay quan sát ở Quy Nhơn các bạn, trong mấy năm gần đây thì gần như là không có tòa nhà nào cao chọc trời xây dựng lên cả. Hiện tại như thế này thì nó giống với 3-4 năm trước các bạn, khoảng những năm 19-20 thì cái view như thế này thì đã có rồi, cái view nhà cao tầng như ở đường Xuân Diệu này nó đã hình thành rồi cách đây 3-4 năm trước rồi, tới hiện tại bây giờ là 3-4 năm sau vẫn thành phố vẫn không có cái tòa nhà cao nào mọc lên, cũng có như là của tập đoàn Hưng Thịnh, tòa nhà Center, nhưng mà họ lên được có 20 mấy tầng thì họ dừng một năm nay, nghe đâu thì hiện nay bắt đầu khởi động lại, nhưng mà không biết là khởi động lại như thế nào, nhanh hay chậm thì điều đó thì phải chờ thời gian. Hôm sau mình sẽ cập nhật cái vấn đề đó cho mọi người xem nhé. Hôm nay chỉ đi quay đoạn đường biển thôi.
Đấy, tới giờ này thì thưa người hết, gần như hết người tắm biển rồi bạn. Bắt đầu những người cuối cùng về rồi. Giờ này cũng là 6:30 rồi bạn. Giờ này là bắt đầu là giờ ăn uống. Đi thử đoạn này so với vài ngày trước mình quay thì đoạn này nó có đông như mấy hôm trước hay không? Hiểu sao thì mấy năm gần đây lại cấp phép cho đoạn Xuân Diệu người dân lại xây các khách sạn tương đối nhỏ các bạn, diện tích rất là nhỏ luôn. Đây view the beach của anh Hùng Thanh Trần đây các bạn. Vâng, các quán hải sản các bạn giờ này vẫn ít khách. Thôi đi tới bây giờ tới đoạn này thì mình thấy khách hiện nay thì không bằng cách đây khoảng 1 tuần 10 ngày các bạn, vắng hơn. Nói chung là giờ này cũng là giờ ăn tối chính rồi các bạn, 6:30 7 giờ rồi. Sản phẩm du lịch ở Quy Nhơn hiện tại thì rất là nghèo nàn các bạn, không có cái gì mới hết, cho nên là sẽ rất là lo trong một thời gian nữa. Ngoài biển ra thì Quy Nhơn không có điểm du lịch các bạn, không có điểm du lịch thì không có khu vui chơi giải trí. Đấy, cái này thì các bạn cũng biết rồi. Họ cũng nhắc đi nhiều lần trong các cái video lần trước rồi đó, thì chịu thôi. Đây là chủ trương chính sách của tỉnh mà. Khu vực quảng trường Chiến Thắng, các quán cà phê, spa, Philly Daily Hotel, Antara, Phương Việt. Các bạn, khách vẫn còn tắm biển một ít. Phía trước các bạn, giờ này họ trông đèn led lên nhìn cũng khá là đẹp mắt. Đây thì ngược lại. Đấy, một con đường dọc biển Xuân Diệu vút tận trên kia trong nhìn rất là đẹp ha, thoáng.
chỉ có con đường Xuân Diệu dọc biển Quy Nhơn thì mới có cái view thế này các bạn, tức là cái view mà đứng đầu bên này có thể thấy đầu bên kia đấy, rất là tuyệt vời á. Ghé vào phía trong đường Nguyễn Huệ đoạn du lịch này nữa, cập nhật cho người xem luôn. Đường khá là buồn các bạn, sau lưng này, sau lưng mọi người này, đường khá là buồn luôn. Giờ này xe điện hoạt động mạnh các bạn, giờ này là bắt đầu giờ đi hành đi dạo này, họ hoạt động rất là mạnh luôn. Giờ này là tự do, theo chương trình tour là buổi tối là tự do. Nếu mà đoàn có xe đưa đón thì sẽ xe đó sẽ đi, còn đoàn không có xe thì sẽ thuê xe điện để mà đi dạo đi anh. Đấy các bạn, trước mặt là TMS Quy Nhơn. Mấy năm nay vẫn là đang là tòa nhà giữ kỷ lục cao nhất Quy Nhơn trong 5 năm trở lại đây. Vâng, kênh Quy Nhơn City cũng lấy hình đại diện đó là tòa nhà TMS các bạn, chụp khi mà được chạy LED lá cờ Việt Nam. Đấy, kênh Quy Nhơn City. Đó, khá là vắng các bạn, đoạn đường khá là vắng. Buổi tối thì xe điện có vẻ làm ăn được hơn xe taxi các bạn, chủ yếu người ta đi xe điện thôi. Và ngã từ Trần Cao Vân, Lê Lợi, Nguyễn Huệ. Chạy vào khu khách sạn ở đường Trần Cao Vân, chào mọi người xem nhé. Odin này, rượu Rudit nè bạn, Rudit 3 sao nhé, Odin tiêu chuẩn 4 sao. Odin thì họ cũng chưa vào xem phòng và chưa ở lần nào, chưa biết là chất lượng nó như thế nào các bạn, có dịp thì sẽ review sau. Đó, qua đoạn này thì bắt đầu đường nó tối lại các bạn. Vâng, đường Lê Đức Thọ các bạn, nghe đâu thì thành phố sẽ khôi phục lại cái phố văn hóa ngựa thuộc ẩm thực Lê Đức Thọ này, nhưng không biết là thời gian nào. Ở cà phê hai lần trên đường Lê Đức Thọ các bạn, không biết là sẽ khôi phục như thế nào và liệu có thành công hay không. Trong khi sản phẩm du lịch mình nó khá là nghèo, khôi phục lại mấy cái điểm này thì nó lại rất là nguy cơ các bạn, rất là nguy cơ nhé. Hôm nào mình sẽ làm một cái video phân tích ở các phố ẩm thực ở Quy Nhơn, những con phố nào sẽ thành công và những con phố nào sẽ bị nguy cơ. Đấy, mọi người sẽ đón xem cái video đó nha, lúc nào rảnh các bạn. Dạo này thì tour tuyến của bên công ty của mình cũng bận rộn, cho nên là sẽ dành một cái thời gian nào đó tương đối rảnh để mà đầu tư thời gian công sức để mà phân tích cái vấn đề này và quay thực tế cho mọi người xem vì sao là như vậy. Mọi người sẽ đón xem nha. Đây là xung quanh phố đường Hồ Đống Đa, chỗ đây cũng có tập trung vài cái nhà hàng các bạn, cho nên xe con xe máy đậu ở đây cũng khá là nhiều. Bên kia là bến du thuyền.
Toshibo. Bùng bên Đống Đa các bạn. Đi xem thử phố ẩm thực Hoa Lư. Mấy ngày nay mình không có Quy Nhơn. Tối hôm nay thì như thế nào? Có giữ phong độ giống như những ngày đầu khai trương lại hay không? Buổi tối các bạn. Tối đèn đuốc rồi nhìn cũng hấp dẫn đấy. Đó, cái chỗ check in xong áo nữa kìa. Đèn hòn rực rỡ luôn nè. Đấy. Ghê chưa? Rồi xuống chỗ trung tâm chỗ Hoa Lư này thì có khách không nha. Ồ. Oh. Xin biết đơn vị tên mến. Mới đây tới từ dưới tường sẽ gấu lô mô xô. Với hẹn nhiều vừa qua sẽ cao từ chương trình sẽ cho các đơn vị đến với kỳ tình mến. Và đồng thời chúng ta đến với khu vực nhân tỉnh Hoa Lư. Chúng ta còn dò miễn phí dòng loại đầu tiên, dòng loại mở hàng. Quý vị mình dò vui chơi giải trí với đầu giờ và sau đó nhiều tình yêu dân gian mà có thưởng thức thân mến. Không như chúng ta hôm nay cũng đang có thưởng quần cao. Vâng, gần 7 giờ rồi mà vắng tanh các bạn. Được vài người thôi. Ok. Dở toan nữa các bạn ơi. Mới được làm chương trình cách đây vài ngày thôi. Mấy ngày đó thì mình không có Quy Nhơn nhưng mình không có quay cập nhật cho mọi người xem được. Rất là vắng luôn các bạn, rất là vắng luôn. Đường thì sáng rực rỡ nhưng mà khách ở đâu? Khách ở đâu, người ở đâu? Cầu Hoa Lư là cầu chữ Y các bạn, cầu chữ Y, cầu Hoa Lư phía trên kia các bạn. Ok, video sẽ kết thúc ở đây các bạn.